cuộc sống chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta được tự do lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn. Sức mạnh là một lựa chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh. Hãy chọn Herbalife Nutrition. Hãy thưởng thức những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng tuyệt vời, được khuyến nghị bởi các chuyên gia dinh dưỡng, được các vận động viên hàng đầu tin chọn. Tự chọn Herbalife Nutrition. Thường xuyên tham gia các giải đấu trong nước và cũng giành được chiến thắng ở các giải đấu phong trào, cái tên Jeremy Bảo Nguyễn không còn quá xa lạ với cộng đồng golf Việt. Thế nhưng, phải đến đầu tháng 6 vừa qua, anh mới có được danh hiệu quốc gia cá nhân đầu tiên sau chiến thắng tại giải vô địch golf trung niên quốc gia 2022. Vui sướng tột đỉnh. Bao nhiêu năm tham gia những cái giải tầm cỡ quốc gia, lần đầu tiên được đăng quang cái giải này với một loạt những cái hố playoff khá là kịch tính. Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, ít ai nghĩ được những golfer ở cái tuổi ngoại ngũ tuần như Jeremy Bảo Nguyễn, Hoàng Ngọc Quý lại có thể tạo nên trận đấu nhiều bất ngờ và kịch tính đến thế. Sau 2 ngày thi đấu trên sân Vinpearl Golf Nam Hội An với cùng điểm số -6, golfer Jeremy Bảo Nguyễn và Hoàng Ngọc Quý đã phải trải qua 3 hố playoff để tìm ra người vô địch. Jeremy Bảo Nguyễn đã rất căng thẳng khi theo dõi cú putt cuối cùng của Hoàng Ngọc Quý ở hố playoff thứ 3. Và niềm vui đã đến với anh khi người đồng đội ở Thiền Union Cup miền Nam không thực hiện thành công. Hơn ai hết, bà xã của anh cùng con gái đã không kìm được cảm xúc. Mình coi livestream mình cũng cảm thấy rất là đau tim, mà đi coi trực tiếp thì cảm thấy quá hay đi. Nhất là cái hố 18 playoff này thì anh Quý là một người rất là hay. Nhưng mà anh Bảo của mình thì may mắn hơn một chút nên là mình rất là hạnh phúc trong lúc này. Cảm xúc thì nó có nhiều tiếc nuối nhưng mà anh Bảo chiến thắng là xứng đáng. Gần như bà xã và cô con gái bé nhỏ luôn đồng hành cùng anh trong các giải đấu để ủng hộ cho anh. Và đây cũng chính là một động viên quan trọng với golfer Jeremy Bảo Nguyễn trên sân thi đấu. Có lẽ thế mà anh đã có màn trình diễn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết đến ngưỡng mộ. Anh Bảo thì anh chỉ mê 3 điều, đó là golf, golf và golf thôi. Là từ lúc anh chơi golf đến giờ thì cái tình yêu đó nó thật sự nó mãnh liệt và anh tập trung rất là nhiều cho golf. Mặc dù là không có chơi tập luyện hàng ngày nhưng mà anh mỗi lần chơi là anh dành hết tâm huyết cho cái trận golf đó và anh làm đủ mọi thứ, mọi cách hết mình cho cái trận golf của mình, đó là một điều mình rất là hâm mộ. Golfer Jeremy Bảo Nguyễn sinh năm 1969 tại thành phố Cảng, Hải Phòng. Năm 1999, một cơ duyên đã đến với anh khi đang làm cho một hãng xe hơi tại Mỹ. Anh và một người bạn cùng bán chung chiếc xe. Vì tiêu hết tiền bán xe chung của hai người, nên anh bạn đó đã gán cho anh Jeremy Bảo Nguyễn một bộ gậy golf cũ để trừ đi số tiền. Không còn cách nào khác, anh Jeremy Bảo Nguyễn đành ngậm ngùi ngùi nhận bộ gậy và mang ra sân tập. Và Jeremy Bảo Nguyễn đã bắt đầu biết đến golf từ đó. Thực ra cái bộ gậy á, thì nó lại là một cái bộ gậy rất là cũ. Mình còn nhớ nó là Waterhagen. Là cái đầu gậy mà nó bằng gỗ cơ chứ không phải là nó bằng sắt giống như bây giờ. Thì thực ra thì bây giờ ông gán như thế thì mình phải cầm thôi. Chứ giờ ông không đưa tiền, ông đưa gậy thì mình đâu có cái lựa chọn khác. Sau một thời gian tập luyện bên Mỹ, đến năm 2008, anh trở về Việt Nam và cũng nhanh chóng bắt nhịp với cộng đồng golf tại Việt Nam, tham gia hoạt động cùng các câu lạc bộ, tham gia các giải đấu được tổ chức trong nước. Chiến thắng nhiều đến nỗi mà anh cũng không nhớ hết tên các giải mà mình đã tham gia. Chỉ nhớ rằng anh giành được chức vô địch tại giải 1.000 năm Thăng Long hay giải Johnny Walker, anh cũng ấn tượng vì đánh kỷ lục với 66 gậy tại sân Thủ Đức vào năm 2010. Mình thì về Việt Nam từ hồi 2008 tới giờ thì cũng thời gian đầu thì cũng tham gia khá là nhiều giải và nói chung là nhiều lắm, giành cũng khá là nhiều những cái chức vô địch với những cái số điểm thấp, nhưng mà có thể là mình sẽ nhớ một cái hoặc là nó đặc biệt hơn, đó là giải như là 1.000 năm Thăng Long năm 2000 ở ngoài Hà Nội, sân Vân Trì.
Đấy, thì tới thì tới muộn, cũng không có đánh được cái sân tập nào. Thế nhưng mà ngày hôm sau thì như mình đánh đâu có 72 gậy đấy, để mà giành được cái chức vô địch, thì cái đó là cũng khá là tự hào và đáng nhớ. Vô địch tại giải Hải Phòng Open 2017 cũng là một trong những giải đấu mà anh nhớ mãi bởi niềm tự hào của một người con đất cảng đã mang vinh quang về cho quê hương của mình. Thực ra 20 gậy để mà vô địch một giải đó thì nó không phải là cái gì để mà mình tự hào. Thế nhưng mà so với cái điều kiện sân ấy, thì mình mà cũng rất là nhiều những cái hảo thủ mà mình vẫn có thể giành chức vô địch, thì đó là một cái điều rất là tự hào. Theo quan điểm của golfer Jamie Bảo Nguyễn, anh muốn tham gia nhiều các giải đấu là để cọ xát, để trải nghiệm, thử sức mình và học hỏi kinh nghiệm từ những người bạn chơi cùng của mình. Thế nhưng anh ra sân vẫn luôn mang tinh thần đã thi đấu là phải quyết tâm giành được chiến thắng. Tham gia các cái giải đấu thì nó cho mình cái sự cọ xát và phát huy được tất cả những cái gì mà mình yêu thích và tập luyện. Có nghĩa là lúc nào ra thì cũng đều có một cái ý định là mình phải thắng cái giải đấy. Thế nhưng mà nếu mà bạn chơi của mình mà có những cái ngày hay hơn thì mình chịu thôi. Sau khi chinh phục được danh hiệu nghiệp dư quốc gia cá nhân danh giá rồi, golfer Jamie Bảo Nguyễn đã không ngừng học hỏi, không ngừng thử thách bản thân mình. Danh hiệu nhà vô địch giải vô địch golf trung niên quốc gia 2022 đã khép lại quãng thời gian thi đấu nghiệp dư của anh. Jamie Bảo Nguyễn sẽ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trên hệ thống giải Asian Senior PGA Tour và Thái Lan Senior PGA Tour. Mục tiêu của anh là giao lưu học hỏi nhưng vẫn nỗ lực cố gắng để có thành tích tốt nhất. Bởi vì mình thích cái sự chuyên nghiệp mà họ tổ chức, với lại là có cơ hội để mà cọ sát với tất cả những cái những người chuyên nghiệp trung niên của các nước khác. Thì trong khu vực Đông Nam Á thì có người sinh cũng rất là nhiều, người Mã Lai, rồi người Indo, người Thái Lan. Niềm đam mê golf của anh không chỉ trải nghiệm thi đấu. Năm 2012, anh thành lập một công ty tại Việt Nam chuyên cung cấp hệ thống golf 3D, được nhập khẩu từ Mỹ và cung cấp các tour du lịch golf trong và ngoài nước, mang tên công ty Unigolf, và một công ty song song được thành lập bên Mỹ vào năm 2019, mang tên AQ Golf Corporation. Vừa chơi golf lại vừa được làm công việc liên quan đến golf là điều ai cũng mong muốn. Hiện tại đấy thì mình đã phát triển xong cái hệ thống chơi golf trong nhà, thương hiệu là AQ Golf. Thì 2019 đấy thì mình quay về Mỹ, mình thuê một đội ngũ kỹ sư ở bên Mỹ phát triển cái hệ thống chơi golf ở trong nhà. Và hiện tại bây giờ thì đang phân phối ở Việt Nam, rồi chuẩn bị là đưa về bên Mỹ và các châu khác. Golf mang đến cho anh niềm đam mê, golf đem lại cho anh sự nghiệp. Hơn tất cả, sự say mê lôi cuốn của golf đã làm thay đổi con người anh. Từ một người nóng tính, không chấp nhận sự thất bại, thì nay anh đã trở thành một golfer điềm đạm, thân thiện, được nhiều người yêu mến. Và đặc biệt, anh là một người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Mình đó là một cái người khá là nóng tính. Trong cái thời gian đầu á, là đi ra sân rồi thực ra đấy rồi đánh những cái cú hư cú hỏng á, thì cũng vài cây putter xuống dưới hồ đó, và một số shaft là cũng bị đánh vào thân cây rồi gãy làm đôi, nói chung là rất là nhiều. Thế nhưng mà một thời gian sau này đó thì nó dạy cho mình cái tính là kiên nhẫn hơn, điềm đạm hơn, và cái quan trọng nhất đó là cái sự trung thực ở trong sân golf. Bởi vì chỉ có mình với mình thôi, mình có thể dễ dàng là đá quả bóng để cho nó thuận lợi hơn, hoặc là nó ở trong bụi thì mình khèo nó ra rồi mình không có tính phạt. Thế nhưng mà mình thấy đó là những cái mà golf nó dạy cho mình từ từ xưa tới giờ, là có thể là nói là trở thành cái con người nó hơi hoàn hảo hơn. Tích lũy và không ngừng học hỏi những kiến thức quý giá từ môi trường golf mang lại, cùng với một gia đình hạnh phúc luôn đồng hành, chính là bước đệm vững chắc giúp anh tự tin hơn khi vươn ra đấu trường quốc tế.
Discover Ventpearl Golf and its four award-winning golf courses across the most beautiful destinations in Vietnam. Connect, challenge, and celebrate while taking in the stunning scenery of raw nature. Visit Vinpearl, the holiday paradise of Vietnam, as you discover the quintessence of Vietnamese cultures and indulge in family fun at some of the country's best beach resorts. All is included in your ultimate experience with Vinpearl Golf.